Giờ nhà trai mình đi với ai? Hôm nay cũng bất ngờ, tôi cũng đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cụ Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là Nguyên là vợ của tôi. Nguyên là vợ của tôi. Được hả? Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn chuyện bình thường. Nên thử miếng cá dừa hồng kho đi coi. Nãy nha. Thôi người dính. Mà cái này là có xương, nhưng bảo đảm xương mềm, anh làm rất là mềm như cá bồi luôn. Đó là muốn em lại mong cầu nhiều quá không đáp ứng được thì có phải mình dễ bị sao lên không? Dạ, nếu em đã nói một lần hai lần rồi, thứ ba em làm không được nữa thì em không dùng người đó nữa. Không phải dùng, vậy thì em phải tôn trọng chứ. Chị mới bền nhau được, không lẽ đụng cái là cứ chặt giò, đụng cái chứ chặt giò. Nếu như trường hợp của anh rơi trường hợp đó thì anh có thể chia sẻ là mình phân tích, mình bỏ cái mong cầu đi là nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái đáp ứng cái bất như ý mà nó cứ tác động như mình, cái mình sưng lên tác động mình không đáp ứng được mình sưng lên thì không lẽ vợ chồng đi tới đây là cứ lại chia tay nữa. Ủa gì vậy? Chào đạo diễn thành công. Bạn tôi. Trời ơi. Bữa nay là bữa nay lâu ngày lắm gặp thấy tướng tá ngon. Ngon. Giám đốc du lịch ha. Đúng rồi, giám đốc du lịch mà. À, đây là anh Thành Công, đạo diễn của trường sân khấu Hồ Chí Minh. Em chào anh. Tưởng đâu ai xa lạ. Rồi tôi gặp bạn tôi, bạn nói khó đó. Trung trường chung lớp sân khấu điện ảnh luôn. Vậy là bữa nay phải ráo riết vô. Ráo riết vô chứ. Ráo riết vô, bây giờ đi qua hỏi nhà gái liền nè. Mà. Dạ. Thưa quý vị, nhà trai chúng tôi đã biết rồi, bây giờ xin mời quý vị đến với phần giới thiệu của nhà gái ạ. Rồi nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe cái coi nè. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào Quyền Linh cùng tất cả quý vị khán giả hiện đang xem trong chương trình nhỏ trong ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Thị Kim Hoàng. Năm nay tôi 52 tuổi. Quê quán tôi ở phố núi Vlecu. Hiện tại thì tôi đang sống ở quận 12, phường Hiệp Thành. Tôi là nghệ sĩ tự do. À. Rồi hay vậy ta. Là... Bây giờ Linh thì biết Công rồi, bây giờ Công giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết đi. Tôi là Nguyễn Thành Công, nguyên là đạo diễn sân khấu, nhưng do thời gian thăng trầm của cuộc sống tôi trở qua làm nghề dịch vụ kinh doanh du lịch và sự kiện, đang làm ở tại quận Bình Chánh. À, là giám đốc công ty du lịch ha. Dạ. Tôi xin giới thiệu chút xíu ưu điểm của nhà trai luôn nha, bởi vì tôi rành nhà trai lắm. Nhà trai là ngày xưa là phó đoàn ca múa nhạc Bình Phước. Học sân khấu điện ảnh ra, làm diễn viên có, làm đạo diễn có, ưu điểm là nhanh nhạy, ca hát múa đều giỏi hết. Đó không, nhiều cuộc sống mưu sinh nó tất bật, thành ra chuyển qua nghề du lịch vậy thôi. Khuyết điểm là chuyện gì cũng làm hết. Thành ra chuyện gì cũng làm, thành ra nó nhiều chuyện quá, không có chuyện nào làm nó chuyện nào. Đó là ưu điểm, khuyết điểm của nhà trai. Dạ thưa, nhà gái của chúng tôi cũng chẳng kém cạnh nè. Nhà gái của chúng tôi là một người đa tài ạ. Chị mình thể hiện tài năng của mình liền chị. Mời. Phùng thừa trắng quang thành nguyên soi phò đường băng đại kỳ dương quý du. Dạ, tôi xin nói thêm, tôi là một trưởng đoàn cải lương hội quản, cũng là một bầu sô chuyên môn lãnh về tiệc cưới, hỏi, sinh nhật hoặc những cái tất niên cuối năm công ty. Nói chung chung là về bên nghệ thuật, ca cổ nhạc tôi đều làm được. Hay quá. Thành công, làm liền, đắt liền thành công. Rồi bây giờ là sẽ hát cái bài mà tôi mới sáng tác hồi tối, ngủ không được. À vậy đó hả? Nôn nóng cái ngày hôm nay quá. À. Thôi thức dậy viết một đoạn cao phi, giờ hát thử nha. Xin chào bà con đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bồi hồi chờ mong mau mau đến ngày hôm nay. Rạo rực háo hức mong tìm được người về chung sống. Chung sức chung lòng ta xây tổ ấm đón chào ngày vui. Đồng vợ đồng chồng tương lai sẽ có nhà lầu xe hơi. Hết. Bây giờ coi như là mình chào sân là vui vẻ rồi. Bây giờ mình tới cái phần là tình trường đi ạ. Rồi, cho nhà gái nói trước đi. Dạ, chị gái bây giờ tình trường của mình nó như thế nào vậy chị? Mình tình mình thì ba mối tình. Dạ. Mình đi vào đoàn hát không? Thì mình có chồng ở trong đoàn luôn. Dạ. Cưới hỏi ra xong rồi, lớn lên rồi vợ chồng không hợp rồi chia tay. Rồi anh ấy, anh cũng có gia đình, rồi cũng có vợ con, nhưng mà chúng tôi cũng là bạn bè. Dạ. Vẫn bạn bè, vẫn giúp đỡ qua lại để đi lưu diễn. Cùng ngành luôn hả chị? Luôn. Dạ. Sau này ảnh đang lưu diễn cho mình, tự mình làm trưởng đoàn á. À, mình dạ. Kêu anh hát thì trên đường đi ảnh cũng bị tai nạn, thì ảnh mất. Ừ. Rồi sau đó tôi có quen một người, thì cũng 4-5 năm, nhưng mà về do cuộc sống mình cứ dồn về những cái công việc để làm ăn cho hồi nhỏ mình, gia đình rất là khó khăn. 13 tuổi là mình đã đi xin vào đoàn để làm rồi, để kiếm sống rồi, rất là chịu thương chịu khổ chịu khó để vươn lên trong cuộc sống, cứ lôi cuốn vào mình đi làm á. Cho nên mình với anh ấy nó cũng có cái thời gian nó bị chéo nhau á, cho nên nó cũng không hợp lắm thì chia tay. Dạ. Có mối tình nào chị có con không ạ? Ông xã đầu tiên. Là chị có mấy người con ạ? Một đứa gái 27 tuổi. Wow. Mình có hai đứa cháu ngoại nè. Trời ơi, món đi vậy, nhan sắc vậy mà nói có cháu ngoại ai tin trời. Trời đẹp lắm nha. Dạ. Để tôi qua tôi coi thăm nhà gái coi sao mà thấy đẹp, tôi coi mắt cho nhà trai cái coi. Dạ xin mời ạ. Rồi,
bà ngoại đó. Dễ thương quá. Đó. Không nghĩ là bà ngoại luôn đó. Nha. Trời đất ơi. Cảm ơn anh nha. Xinh xắn dễ thương, tóc dài. Bó trời dài luôn hả? Trời, mái tóc này nó diễn được như cái tuồng cổ chứ. À, nhà trai thấy chịu rồi nha. Dạ. Tóc dài như Ngọc Quyền luôn rồi nha. Bây giờ nhà trai tôi nè, nghe đường tình duyên nè. Đúng rồi, đó. Xin mời. Sau thời gian chung sống với người vợ cũ mình cũng chịu nhiều cực khổ, gian nan thử thách. Hả? Vợ cực hay là vợ cũ và tôi cũng cực luôn. À, chứ đừng nhưng nói mà cái sóng gió gia đình đó là cái duyên vợ chồng nó không đến được với nhau nữa, thì phải chia tay. Thì có đứa con trai, hiện nay cháu nó cũng làm ngành du lịch. Cháu nó đang đi châu Âu học tập về du lịch. Bao nhiêu tuổi? Cháu nó nay 26 tuổi. À, 26 tuổi. Con trai ha. Con trai sống tự lập. Giữa tôi với mẹ của cháu nó mặc dù là thôi nhau là duyên nợ nó không còn. Nhưng tôi nghĩ tới cái nghĩa, cái tình, cái sợi dây tình cảm với đứa con á. Thì thôi mình thấy bả thiệt thòi hơn mình, thôi mình giúp được cái gì giúp trong cuộc sống. Và tụi tôi vẫn thường xuyên nói chuyện cái gì liên quan đến con thì vẫn thường xuyên nói chuyện. Nhận xét gì người đàn ông này đi. Cảm quan của con nhìn mới đầu người này như thế nào? Dạ, thứ nhất là con nhìn chú rất là dễ mến ạ. Cái gương mặt của chú tạo cái cảm giác thân thiện với người đối diện. Và cho con hỏi thêm là chú có nóng tính không ạ? À, hồi trẻ đó, mình chưa có kinh nghiệm, mình không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ mình lớn rồi, cái tính nó đầm lại. Cái gì mà nó bất như ý mình á, mình phải bình tĩnh lại để mình kiểm soát cái cảm xúc mình. Dạ, lý do con hỏi điều đó là tại vì mẹ con có một cái tật tính xấu đó là nóng tính. Không phải là lúc nào cũng là nóng tính, nhưng mà một khi có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì mẹ sẽ rất là nóng tính. Thì đó là một cái khuyết điểm của mẹ. Thì nếu như mà trong trường hợp mẹ nóng tính thì chú có thể nào mà xoa dịu cái nóng tính đó của mẹ được không? Nếu mà rơi trong hoàn cảnh đó, chú hết sức là càng bình tĩnh hơn. Tại vì mình người ngoài cuộc, mình kiểm soát được tâm lý đó. Và chú có thể chú cho cái người đó nghe cái bài Người Nóng Tính. Và để người đó biết kiềm chế cảm xúc. Dạ, có cảm ơn chú. Có bài nóng tính không? Có, nóng tính có. Bài hát là gì? Sao anh? Hả? Không, cái đó bài tôi chưa soạn. Đạo diễn luôn. Cái món mà nóng tính ai chửi mắng thì ta giả điếc, chửi xong rồi thì thôi chứ sao. Chờ nhà trai mình đi với ai? Hôm nay cũng bất ngờ, tôi cũng đầu tiên là tôi cảm ơn mẹ của cô Tài, đó là Tố Nga, là mẹ của Tài, là nguyên là vợ của tôi. Đó, nguyên là vợ của tôi. Phải nói là sau khi hai bên nó không còn duyên nữa, nhưng mà do tụi tôi đối xử cũng có cái gì đó nó tốt với nhau đó, nên là hôm nay tôi nói là tôi đi tìm vợ đó, bà lên bà phụ với tôi, bà coi bà chọn đấy, bà nhận lời liền đó. Rất là tôi cảm ơn. Cảm ơn. Cảm xúc của Nga hôm nay thế nào khi mà mình đi coi mắt vợ cho chồng cũ của mình? Chồng, dạ. Cảm xúc sao Nga? Chung thì nó cũng hồi hộp, em cũng cầu mong ảnh là tìm được một cái người đó hạnh phúc để tránh sống hạnh phúc sau này ạ. À, sau rồi. Này tụi em vẫn là bạn bè thôi. Dạ chị ơi, vậy chị có điều gì dặn dò không chị? Ví dụ như tính tình của ảnh như thế nào, có cái gì mà mình cần né ra không chị, dặn trước đi chị. Nói chung là tính anh công thì em cũng rất là tốt, rất là được, nhưng mà có cái là cái tôi thôi. Về thì mình điều tiết lại cái đó tí xíu, thí dụ như lúc ảnh mà cái tôi quá thì mình hơi nên nhường tí xíu thì là được ạ. Chứ còn riêng anh công thì cái gì cũng ok hết ạ. Rồi cảm ơn bạn. Hay quá. Rồi bây giờ Nga thấy nè, Nga nói gì cho công nghe đi. Theo Nga đánh giá đây là người phụ nữ thế nào? Theo em thấy thì chị này cũng rất được ạ. Nói chung là thấy là ok đó, dễ thương. Nói về nghề nghiệp thì cũng hợp với anh công á. Hai người cũng hợp với nhau đúng không? Thấy hợp á. Thấy hợp dạ. Đó. Dạ. Cảm ơn. Ơn Nga rất là nhiều về cái sự xuất hiện của em, để chứng minh thêm rằng đó là công cũng tương đối là một người tốt. Chỉ có cái tôi thôi. Mà nãy công có nói là đó là thời xưa rồi. Còn bây giờ lớn tuổi chắc là cái tôi nó cũng dằn lại chút rồi. Bây giờ chúng ta mở rào. À, chào em. Em rất là xinh gái. Chào anh. Dạ. Rồi sao bữa cơm này là ai nấu đây nè? Gì đây? Tôi thì tôi có cái thói quen là thích ăn đồ nhà mình làm thôi, tôi tự làm, sống độc thân mà, tôi làm sẵn hết á. Thì hôm qua thì cũng có làm món cá điêu hồng kho với lại mí lao. Đó, tôi kho sẵn rồi, sẵn đây làm quà cho thể hiện cái tình cảm chính bàn tay mình làm. Dạ, quà nó ngon, nó cũng là một cái sức của mình bỏ vô đó. Lại thử vừa mời bạn. Đây con bưng lại coi sao. Ăn xong là có nào? Có trái cây, thì thường tôi ăn cơm xong phải có trái cây thử xem. Đó. Em xin phép. Anh thử anh đem thử coi giám đốc du lịch coi sao. Trời ơi. Có vừa dặn không? Thêm miếng cơm trắng cũng ngon. Được không bà? Dạ ngon. Được hả? Rất ngon. Thì có gì đâu, em cứ đi hát ở nhà, anh rảnh anh nấu cơm cho em ăn chuyện bình thường. Mình đem thử miếng cá dừa hồng kho đi coi. Lấy cho anh, lấy cho. Mà cái này là có xương, nhưng bảo đảm xương mềm, anh làm rất là mềm như cá mồi luôn. Em ăn nữa, cứ bỏ nhiều vô để cảm nhận. Em thấy xương mềm không? Cây. Xương mềm không? Mà cũng thơm nữa. Ngon lắm anh. Cảm ơn anh nha. Bây giờ mời nhà gái coi. Dạ đúng rồi ạ, mời nhà gái lui cung ạ.
nhà trai tôi biểu diễn tiết mục đầu tiên hát cái gì đó nhảy gì đó cho nó vui vui ra mắt nhà gái của con công. Thôi tôi hát cái bài ca cổ toàn chữ cờ. Vậy tôi tên là Thành Công, thành ký chữ toàn chữ cờ thì tôi sẽ hát cái ca cổ toàn chữ cờ nha. Chiều chiều cô cháu chơi cò cò cánh chuồng chó của chị chú chim có cây cao. Bây giờ mình ngồi đó đi ha. Dạ, nhà gái cũng có món quà tặng cho nhà trai ạ. Cô bạn tặng đây em tặng anh. Rồi, anh cảm ơn cà rà vát. Đúng cái sở thích của mình luôn ra được. Mở mở ra ướm thử coi. Đúng cà rà vát thử cho. Chị có thể dạ, chọn luôn cũng được. Em chọn cái màu này là mặc áo sơ mi nào cũng được ạ. À, nó phù hợp. Cảm ơn em nhiều nha. Thử đeo vô thử coi. Đeo cà rà vát mới đi. Tạm thời vậy ha. Thôi sẵn đây anh tặng cho em tiếp một cái double nữa, cái quà nữa. Tại anh làm du lịch mà anh tặng em cái voucher đi du lịch quỷ núi suối ma tặng hai bà con nếu được duyên anh đi nữa. Đó, anh tặng em thêm một vé nữa. Du lịch Đà Lạt nha, nổi tiếng. Dạ. Em thường đi làm show, làm sự kiện, mình làm một công ty riêng hay là làm cho người ta? Hồi xưa là em ở đoàn. Hồi nhỏ là em học đồng ống hát bộ, xong lớn lên chuyển thầy cải lương. Sau này vô đây thì mới học thêm hồ quản. Ừ. Rồi em hồi đó ở ngoài đó thì em cũng đi Bắc Nam rồi, em cũng làm trưởng đoàn. Nói chung là cũng gian chung. Nhưng mà vô còn thành phố thì cũng phải cố gắng. Để làm một trưởng đoàn á là phải đầy đủ bản lĩnh lắm. Mà dạ. Bạn là nữ thì cá tính chắc là hơi men để xử lý mọi việc. Em hồi nãy nói ưu điểm thôi. Khuyết điểm của em cũng có. Khuyết điểm của em là cái tính em rất là thẳng tính và nóng tính. Tại vì em rất là cương trực. Ví dụ như em nhắc một lần, hai lần, lần thứ ba mà không tương tác là em la ngay. Dù người đó là ai em cũng la liền. Nhưng em la là trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng cái la đó nó có để âm ỉ trong lòng em nó ngồi nổ hoài. Dạ không, tại vì em muốn người ta tốt hơn. Công việc phải tươm tắt hơn. Nhưng mà người ta không thay đổi được, người ta không tốt thì sao? Có nghĩa là đó là muốn em lại mong cầu nhiều quá người ta không đáp ứng được thì có phải mình dễ bị sân lên không? Dạ, nếu em đã nói một lần, hai lần, lần thứ ba em làm mà không được nữa thì em không dùng người đó nữa. Không phải dùng, vậy thì em phải tôn trọng chứ. Thì mới bền như được, không lẽ đụng cái là cứ chặt giò, đụng cái chứ chặt giò. Nếu như trường hợp của anh rơi trường hợp đó thì anh có thể chia sẻ, mình phân tích. Mình bỏ cái mong cầu đi là nó sẽ nhẹ nhàng mà cái đáp ứng cái bất như ý mà nó cứ tác động như mình, cái mình sân lên tác động mình không đáp ứng được mình sân lên thì không lẽ vợ chồng đi tới đây là cứ lại chia tay nữa không? Cái đó là anh nói về vấn đề gia đình vợ chồng. Còn cái này là em nói về công việc làm ăn. Dạ, còn vợ chồng thì nó cũng tùy theo hai người, quan trọng là có tiếng nói chung hay không, có tạo ra một cái thoải mái cho nhau hay không. Một khi mà đã chấp nhận mà thương nhau mà hiểu nhau rồi thích nhau rồi thì những cái chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Ví dụ còn như nếu giờ, mà không thích rồi chuyện nhỏ cũng là thành chuyện lớn thôi. Ví dụ như bây giờ anh đang làm công ty du lịch thì em có thể em về hỗ trợ cho anh một cái mảng nào đó được không? Em chưa rành về sản phẩm du lịch thì anh có thể đưa sản phẩm qua anh huấn luyện cho em trở thành du lịch, thì em có thể là một người đi chào bán hàng, giới thiệu tư vấn về mảng du lịch, hoặc là một cái sản phẩm về mặt dịch vụ sự kiện là chắc em phù hợp hơn hả? Em xin lỗi nha, em chưa biết được. Tại vì giữa em với anh nó chưa có một cái mối quan hệ gì để ràng buộc hết, thành em không thể bấm em theo anh. Anh rất luôn tôn trọng người đẹp, chắc chắn là anh sẽ chọn cô này để anh tìm hiểu. Anh bấm cái nè, anh bấm cái nè. Dạ vậy thôi em đếm luôn 1, 2, 3 ạ. Em không bấm. Bấm tiếng. Là không có cơ hội tìm hiểu hả? Em xin lỗi. Anh bấm nè. Xin lỗi anh nha, anh rất là dễ thương, rất là vừa hí hổng, vui tính. Không phải em không bấm cho anh thì cũng rất là nhiều người khác cũng để ý anh bấm cho anh. Nhưng mà không phải không bấm là không chấp nhận. Thì mình cứ tiếp tục có thể cho nhau điện thoại, mình tìm hiểu với nhau. Dạ, anh cảm ơn em rất nhiều. Cũng cảm ơn chương trình đã cho Dũng Hoàng gặp một người bạn cũng rất là vui vẻ. Đây cũng là một có duyên, nhưng mà chưa tới cái nợ cho lắm. Đúng rồi. Thì cứ còn tìm hiểu nữa anh nhé. Chúng ta là những người lớn hết rồi, không quan trọng điều đó. Dạ. Chúng ta có thể tìm hiểu ở nhau ngoài đời cũng được, không sao cả ha. Dạ. Chúc chúng ta mỗi một người sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình. Nhưng mà biết đâu, có những cặp đôi không bấm trên sóng truyền hình. Dạ, nhưng sau đó họ đã cưới nhau. Đúng rồi anh. Chúng tôi thông báo như vậy dạ, nha. Dạ. Rồi. Lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Thôi mệt quá. Về. Lấy luôn rồi. Lấy luôn. Đi về. Về đâu? Thì anh bảo lấy luôn. Lấy luôn cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi đi say xe ha. Trời ơi. Vì gặp anh mà em phải mất hai cái bọc ói đấy. Hả? Trời đất ơi. Ói mà cũng kể vô đây nữa. Rồi, đó là cái phần giới thiệu. Rồi, xây ghế vô, em hai xây vô. Hết sức là sinh động của đàn gái. Rồi, tâm sự đi. Hẹn hò yêu đương sao rồi, nè, em đó. Em lên xa xôi nè. Em lên xa xôi nè. Thế nào rồi? Có đạt tiêu chuẩn không?
phong cách anh em thích đấy. Phong cách thôi hả? Còn vấn đề là tình trường anh đã kể. Thế vừa nãy anh tâm sự anh Huỳnh Linh em nghe hết chứ. Thì cũng gọi là 80%, 20% là còn tìm hiểu đấy. Là còn 20% là để tìm hiểu đúng không? Đúng rồi, chứ 100 không được đâu. 100 thì chưa được. Chưa được. Còn anh nhận xét về em thế nào? Em thì vui tính, hài hước. Còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào. Đúng đôi rồi. Khi anh thấy em yêu có vòng 30 ngày hay là bao nhiêu? 30 ngày chia tay. Có 30 ngày. Không phải chia tay đâu, nói chia tay hơi quá, phải yêu mới chia tay. Cái này gọi là em xin dừng lại thôi. Đã yêu đâu. Yêu chia tay là gọi là lăng nhăng, nhưng mà em là dừng lại, tại vì trong thời gian tìm hiểu mình không có hợp nhau thì mình dừng lại thôi. Dừng lại thì cũng hai người hai nơi chứ đâu phải cầm tay đâu mà không đúng yêu. Rồi, nhưng mà không phải là mình đã yêu thì gọi là chia tay, mà không yêu thì gọi là bị dừng lại. Em nghĩ vậy. Một người chồng của em yêu cầu những cái gì? Thì em tăng động và năng động rồi ấy. Thì em cần là biết quan tâm. Chia sẻ thì ai chẳng biết chia sẻ, phải có lúc biết chia sẻ chứ. Và cái mà em cần nữa là phải hiểu cho công việc của em, thông cảm. Ở nhiều lúc tối nay em có ca dài, em phải đi như này, em phải đi ăn với anh. Thì cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế. Công việc là công việc, phải đi chơi vẫn là đi chơi. Không đi toilet đúng không? Không được đi toilet hả? Anh nghe vừa nãy hả? Hả? Hình như anh nghe hết á. Có cái nào mà anh cũng nghe thấy đúng không? Anh nghe hết luôn á. Anh lên nghe thấy không? Nghe chứ, vụ toilet anh nhớ dài lắm à. Đâu có gì nữa không em? Nắm tay sau lưng à. Thì vừa nãy em nói thôi, là đang quen em mà em chở con bạn thân em đi chơi, đau quá, hơi buồn. Thì nói chung là cái mà em 30 ngày nó phải có vấn đề em mới dừng lại. Căng thẳng lắm. Em nghiêm túc thì có nghiêm túc đó. Không, anh thấy em rất quý cái là anh thấy được em là sự thật thà. Tuy là hơi ngố, anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố, nhưng mà đó anh tôn trọng sự thật thà. Đấy, ngố đi em. Nghe nói thấy chị ngố không? Em là ngố đấy. Ngố mà ngây ngô dễ thương. Mà ai mà nói cái gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn. Em nhìn thôi giờ, chứ chưa trả lời được. Bây giờ em đánh giá anh đi, có phải là người chồng tương lai của em hay không? Thì cũng là gọi là em nói cao chứ, càng cao càng thích, nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh. Nhưng mà cứ song 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 kiếm hợp ít là được. Em bảo ok. Được, vậy là được rồi đúng không? Là và vậy là rồi ví dụ như mai mốt mà về rồi yêu nhau rồi, bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi, mỗi người lâu lâu ví dụ 2-3 tháng mới gặp được một nhau một lần thì em có buồn không, rồi có chịu được không? Ui trời ơi, mình đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần hai lần không thành vấn đề. Vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau, chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết. Anh lăng nhăng thì anh không có đâu. Trước giờ có ai ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là cái gì đâu. Còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì em không có cấm. Biết chốc cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi. Nếu mà chốc nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không? Ủa là sao là ngoài công việc aerobic zumba kit em còn làm vận động viên thể hình. Nói vận động viên thì cũng chưa đúng mấy, nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Hi. Úi trời ơi, chuột này là chuột. Em thử thôi. Bây giờ anh cho em dịu dàng, bây giờ thì em sẽ... Em làm gì nữa? Sẽ... Bình tĩnh nha. Mà anh có giật ngửa đâu không vậy? Đỡ anh với. Hả? Có tiếng hỏi là sao không? Đâu, anh đâu có ngửa, để em làm đi. Em làm gì làm đi em. Mà em hỏi thật nha, anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn? Anh thích con gái tóc dài. Ồ, vậy thì em đang buồn 70%. Không đúng, 100%. Vì sao? Để lên đây á, em cũng kể một câu chuyện ngắn thôi. Trước kia tóc em rất là dài, cũng quen một chàng trai đó. Nhưng khi mà em phá cách, em đã cắt tóc.
sau đó là chia tay. Ngăn cảm xúc lại đi. Không, em vẫn cười. Là sao em? Thì khi mà em thay đổi phong cách của em cắt tóc ngắn thôi. Bạn đó có quyền chia tay em và không phải nói lời chia tay, mà là rất là quá đáng. Dám phải nói là quen người khác trước mặt em. Ok. Nhưng em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em, sự tùy vị của em nó cũng có, nhưng bộ tóc này là giả, không có thật. Đâu, anh nhìn sơ sơ anh cũng nghi là giả rồi. Đó, cho nên nó rất là nhiều con trai mà thích phụ nữ bề ngoài. Ô cô đẹp, chị đẹp, thích ngắm nhìn, nhưng cái nội tâm hay là thích cái tính cách của họ rất là ít. Hầu như là đánh vào tâm lý người nhìn là cái bề ngoài là 100%, còn về cái bề sâu bên trong thì họ không có để ý nhiều. Bây giờ em cho anh thấy người thật của em đi. À, không biết khán giả ở đây có tiếng người không nữa. Ok. Vỗ tay lớn hơn nữa đi nhờ. Và cái này người ta gọi là lột xác thành người khác. Cái này mà tí music nữa thì thôi luôn, ngon luôn. Music. Rồi nha, khi mà em lột xác thì em có một tiêu đề ngang nho nhỏ. Khi mà mình yêu nhau á, yêu nhau đi chăng nữa, cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa, mình lấy một cô vợ đẹp, sau này vợ mình đẻ con phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu. Đó là yêu vẻ bề ngoài. Còn khi mà yêu vợ mình rồi, vợ mình có ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu. Cho nên cái mà thông điệp của em, cái kịch bản của em đây thì nói chung là cái ekip, chị ekip làm cho em thì rất là ok, bởi vì em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào. Hồi xưa em sống ảo lắm, tóc thật của em như thế này luôn, suốt ngày 360 thẻ tim búng tim cho người ta không ạ. À, ứa ăn thiết em luôn. Nhưng mà sao sống ảo, sao khi mà gặp ấy thì nó không có như mình ảo đâu. Nhưng mà em cắt tóc luôn. Sau rồi, đó em đục lột xác đi em. Giờ em lột xác đi. Ây da, Giang xin lâu lâu mình được bánh bèo, tới giờ phải lột xác. Cần hỗ trợ không? Có cần phụ gì không? Dạ, dạ có chứ. Cái anh kia đang tóc anh cài rồi em mới chỉ mở ra đem với. Tóc đen nha mọi người. Ồ, có nhạc kìa, em thích nhạc. Mở lớn lên anh ơi, em yêu âm nhạc sôi động. Đây là chị mở nha. Rồi, đây rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Không vấn đề gì cả, rất đẹp, không biết bạn đã thấy sao. Đâu có gì đâu, bình thường mà. Anh nghĩ đâu là không có cọng tóc nào nó mới lạ. Thôi vậy cũng xinh, thật sự để tóc vậy cũng xinh chứ đâu cần phải như thế kia đâu. Thấy sợ chưa? Anh thấy thế này nè bạn trai. Ở bề ngoài rất là vui vẻ, tăng động chút xíu, dễ thương. Nhưng trong sâu thẳm cô gái ấy có những cái khoảnh khắc rất là sâu lắng. Và cô ấy cũng là một cô gái rất là nữ tính đấy. À, rồi hai bạn trò chuyện tiếp đi sau khi mà